cùng tuyệt vời và tràn đầy năng lượng trong hệ thống của chúng ta. Và trước khi đến với kinh doanh Amway thì anh đã tốt nghiệp hai trường đại học và làm chủ ba cửa hàng kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, và đồng thời anh còn là một lãnh đạo tràn đầy năng lượng và tuyệt vời trong hệ thống của chúng ta. Và các cô bác anh chị, chúng ta hãy cùng dành một tràng số 9 thật là dài để trân trọng mời lên phòng Zoom của chúng ta phần chia sẻ đến từ lãnh đạo founder Platinum Trần Nho Sĩ Tùng. Vâng ạ. Lần đầu tiên cho Tùng xin chào toàn thể cô bác anh chị đã có mặt trong buổi chiều hôm nay. Chúng ta cùng chào nhau được không ạ? Cảm ơn các anh chị. Tùng thấy rất là hay, anh chị thấy không? Bất kỳ công việc gì, người thành công bao giờ cũng là số ít. Anh chị có đồng quan điểm với Tùng không ạ? Sáng nay chúng ta thấy đúng không ạ? Hơn 100 người. Nhưng bây giờ còn lại là hiện tại bây giờ theo Tùng nhìn là 55 người, đúng không ạ? Thế thì vấn đề câu chuyện là tại sao rất nhiều người cứ nói là làm Amway, Amway rất là khó làm, rất nhiều lý do để chúng ta chưa thể thành công với Amway. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng cái việc học tập mà chúng ta còn chưa có một tâm thái học tập thì làm sao mà có thể có kết quả được, đúng không anh chị? Anh chị có đồng quan điểm với Tùng thì chúng ta cùng nhau cho một tràng số 6 để chúng ta đồng quan điểm, đúng không ạ? Để chúng ta sẽ đi vào những vấn đề mà tại sao chúng ta có thể thành công với công việc này, hay là chúng ta chí ít chúng ta có những kết quả theo như mình mong muốn, đúng không? Cái tâm thái học tập rất rất là quan trọng. Vâng, và Tùng cũng rất là xin cảm ơn lãnh đạo Diamond Cà Thị Nhung và anh Nguyễn Văn Trung, là hai Diamond đại diện cho thị trường miền Bắc của chúng ta, đã cho Tùng một cơ hội lên đây được giao lưu với cô bác anh chị. Cảm ơn Tổng Giám, cảm Vân Anh và cảm ơn tất cả các anh chị lãnh đạo hôm nay đã có những cái bài chia sẻ và ủng hộ hỗ trợ Tùng để giúp Tùng có cơ hội được lên đây chia sẻ cho các anh chị. Thực ra nó từ chia sẻ thì nó chỉ là một chia sẻ cái câu chuyện của Tùng thôi, nhưng biết đâu đó thì nó có thể giúp được cô bác anh chị nhìn đâu đó thấy được một cái gì đó, đúng không ạ? Và biết đâu đó thì sau 2 đến 3 năm nữa thì anh chị sẽ có những cái sự thay đổi đột phá trong công việc kinh doanh, thậm chí không nhất thiết về Amway mà có thể là những công việc ở ngoài truyền thống, nếu như thực sự anh chị hiểu và ngộ ra những cái giá trị Amway mang lại. Vâng ạ, thì Tùng sẽ xin phép được chia sẻ màn hình. Cái chủ đề của Tùng thì đó là thành công đến từ một quyết định. Rất là khó khăn, đúng không ạ? Các anh chị thấy không ạ? Cuộc sống chúng ta là một chuỗi những quyết định. Cái gì cũng phải quyết định. Quyết định sáng nay có lên vào Zoom để nghe hay không? Quyết định nghe trong buổi sáng rồi có quyết định chiều nay nghe hay không? Quyết định nghe rồi thì có quyết định lên làm hay không? Quyết định làm rồi thì có quyết định học tập để làm hay không? Và có quyết định để hành động hay không? Đúng không ạ? Tất cả trong quá trình là một chuỗi những quyết định. Thậm chí là quyết định yêu cô nào cô này hay là không yêu cô kia, đúng không? Lấy người này hay lấy người kia, làm việc này hay làm việc kia, thì tất cả chúng ta đều là những quyết định. Tùng xin giới thiệu một chút về mình. Tùng thì sinh năm 1980, tốt nghiệp đại học Bách Khoa ra trường năm 2004. Sau đó thì Tùng cũng có học thêm một cái bằng đại học kinh tế quốc dân vì cũng là muốn thêm một cái bằng cấp để thêm một cơ hội. Trước đây thì công tác ở công ty Đường Man, là công ty đầu tiên của Đông Nam Á sản xuất ra cái man làm bia. Sau đó thì 2009 thì bắt đầu quyết định kinh doanh cho mình những cái cửa hàng thuốc, mở những cửa hàng thuốc. Vậy thì như Tùng vừa rồi nói, đúng không ạ? Cuộc sống là chuỗi những quyết định. Anh chị thấy có đúng không ạ? Hay là rất đúng ạ? Tùng nghĩ là phải rất đúng. Vì tất cả trong một ngày, một thời khắc nào đó chúng ta đều đang ra những quyết định. Thậm chí có những người hôm nay hiện tại vào phòng Zoom đang quyết định là ngồi học nghiêm túc hay là nằm hay là ngủ hay là bật lấy cũng là phải quyết định. Đó. Thế nên là thực sự là chúng ta thấy là hóa ra Amway nó có cái gì đó nó rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta, nó không có cái gì ghê gớm cả, đúng không? Và Tùng thì đây ạ, đây là một số những bức ảnh thời Tùng học mà Bách Khoa và có một cái bằng một chút. Ngày trước thì khi mà thấy ông nào mà giơ cái này lên ấy, thì Tùng rất là khó chịu, Tùng bảo là khoe. Nhưng sau này Tùng mới hiểu là không phải là khoe, mà vì đôi khi cái người nói đó họ không có những cái bằng chứng để cho người ta khác người ta biết được đúng người ta thật, thì khéo người ta lại bảo là cái ông kia ông nói phét. Và sau đó thì Tùng cũng lên đây gọi là đưa một chút ra để chứng minh là những cái lời MC giới thiệu cũng như mình nó là sự thật. Vì nếu không á, những anh chị mới hôm nay có thể nghe lại bảo là những cái người ở đây chắc gì họ là đúng là như vậy, hay là được ở có cái đội nào đó nó thuê, đúng không ạ? Thì trong cuộc sống thì chúng ta ai cũng có những ước mơ riêng của mình, và Tùng cũng không ngoại lệ anh chị ạ. Nhưng chỉ có cái là anh chị có bao giờ bây giờ ngồi nghĩ lại mình đang đi trên con đường đạt được cái điều mình mơ ước hay là mình không mơ nữa? Chứ còn Tùng tin chắc chắn 100% là tất cả chúng ta đều có những ước mơ.
chúng ta đều mong muốn có một cuộc sống gia đình báo hiếu được cha mẹ, đúng không ạ? Chúng ta đều mong muốn có cuộc sống mà các con chúng ta học ở môi trường tốt nhất. Chúng ta đều mong muốn ở có những ngôi nhà theo đúng theo phong cách sống của chúng ta thích nhất, đúng không ạ? Chúng ta đều mong muốn được đi du lịch những nơi trên thế giới, được có những thời gian tự do hai vợ chồng và gia đình được ở bên nhau. Tất cả chúng ta đều có mong muốn đó. Nhưng cái câu chuyện đặt ra là tại sao có rất nhiều người ta đạt được điều đó, nhưng có rất nhiều người khác thì không bao giờ đạt được điều đó, đúng không ạ? Vì nó liên quan đến rất nhiều những cái quyết định trong cuộc đời của họ. À, và Tùng cũng không ngoại lệ anh chị ạ. Trước thì làm công ty Đường Man, công ty đầu tiên của Đông Nam Á sản xuất ra cái man làm bia. Thì sau đó thì Tùng cũng chuyển về 319 Bộ Quốc phòng, Tùng làm một thời gian công tác ở đó. Và 2009 thì Tùng quyết định mở cửa hàng thuốc, Tùng kinh doanh dược cùng với bà xã. Và thời điểm đó thì Tùng rất là thích kinh doanh hệ thống, nên là Tùng cũng cho mình một cơ hội là mở một cái hệ thống thuốc ở quận Long Biên. Vậy thì anh chị thấy không ạ? Một người học bách khoa tại sao lại làm dược? Đơn giản là chúng ta cũng phải ra quyết định, đúng không ạ? Vì sao ạ? Vì cái công việc đó, cái cuộc sống đó nó không đảm bảo cho mình cuộc sống, thì mình phải ra quyết định thay đổi và làm một cái gì đó. Và hôm nay xin thưa với anh chị, Tùng cũng để câu chuyện là tại sao Tùng học bách khoa. Tùng không có định hướng gì đâu ạ. Tất cả mọi thứ là do một người bố nuôi của Tùng hướng cho mình hết. Nên là bây giờ các anh chị được biết đến Amway, anh chị có cái định hướng rất là, đấy là may mắn cho anh chị. Và người bố nuôi này thì thực sự là người có tầm nhìn rất là lớn. Ông ấy nói là con hãy học ngành công nghệ thực phẩm, vì ở bất kỳ một quốc gia, một xã hội nào thì bắt buộc đều phải ăn uống. Anh chị thấy không ạ? Nên khi đã lựa chọn một cái ngành nghề, đã là lựa chọn một cái ngành nghề theo đúng một cái xu thế, đó là không bao giờ bị lỗi thời. Vì trên xã hội này không thể nào có cái gì đó thay thế được, chúng ta không phải ăn để mà sống được, đúng không ạ? Thì thực phẩm luôn luôn có đất sống. Đó, và Tùng đã lựa chọn học bách khoa, học công nghệ thực phẩm. Mình quyết định đi theo con đường đó. Nhưng sau đó mình thấy là một kỹ sư làm thu nhập nó không đảm bảo cuộc sống, thì cũng phải quyết định làm một việc gì đó. Và lúc đó Tùng cũng quyết định là kinh doanh dược. Chỉ vì nghĩ một điều là dược là một ngành nghề hiện tại là nó kinh doanh có điều kiện, nhưng rõ ràng nó là một cái ngành nghề mà không có mặc cả, đúng không? Không có bán chịu, đúng không? Mà thời điểm nào thì cũng rất có nhiều người dùng đến nó, đúng không? Mà lúc đó Tùng cũng theo đuổi cái điều đó. Và bây giờ bà xã đang quản lý hệ thống thuốc đó, mà Tùng thì không còn làm nữa. Vậy thì anh chị thấy không ạ? Từ một người không biết gì về dược, nhưng dám cho mình một cơ hội, quyết định cho mình một cơ hội là thay đổi mình để làm những cái việc mà mình nhìn thấy kết quả nó tốt hơn. Và đúng thực sự với cô bác anh chị là khi mình kinh doanh thì cái thu nhập và cái cuộc sống nó tốt hơn rất là nhiều so với cái việc mình làm công ăn lương. Tùng không nói là công ăn lương không tốt anh chị nhé. Làm công lương, công nhân hay làm công ăn lương đều rất tốt cả. Quan trọng là chúng ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc và hào cảm với công việc đó là chúng ta vui. Còn những người nào cảm thấy không vui, cảm thấy không bằng lòng, thì chúng ta hoàn toàn có thể cho mình cơ hội thay đổi một quyết định nào đó để mình thay đổi. Nhưng cái quan trọng nhất là mình phải dám thay đổi, dám ra quyết định. Thì Tùng lúc đó là thực sự cô anh và anh chị là cũng không biết làm sao mà cũng liều thật, dám thay đổi, dám ra cho mình những quyết định đột phá của chính bản thân mình. Và lúc đó thì cũng bắt đầu theo đuổi là kinh doanh hệ thống. Vì sao ạ? Vì Tùng chỉ nghĩ mỗi điều là tại sao KFC họ có rất nhiều cửa hàng ở các tỉnh thành, thì rõ ràng người tiêu dùng ở các tỉnh thành đó họ đều vào đó họ mua được, và người chủ họ có tiền. Vậy thì rõ ràng kinh doanh hệ thống nó sẽ giúp cho mình là mở rộng được kinh doanh, thì mình sẽ có cái lợi nhuận cao hơn. Và lúc đó thì bắt đầu là cho mình cơ hội phát triển kinh doanh hệ thống, đúng không ạ? Và anh chị thừa biết, đúng không? Kinh doanh hệ thống thì nhìn thì được gọi là đếm cua trong lỗ, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng cái vấn đề, rất nhiều những cái vấn đề mà kinh doanh truyền thống đang vấp phải, chúng ta đều nhìn thấy điều đó, đúng không ạ? Vốn, kinh nghiệm, và đặc biệt không có thời gian, rủi ro rất cao, và sức khỏe mình, vì mình làm nhiều quá, tất cả mọi việc mình làm. Và hôm nay bạn Hưng cũng đã chia sẻ về kim tứ đồ, đúng không ạ? Anh chị sẽ thấy là chúng ta thực sự là không có sức khỏe, nên là lúc đó mình cũng thấy rất là mệt mỏi. Nhưng vì anh chị ơi, anh chị kinh doanh truyền thống giống như anh chị vào một cái thang máy. Nếu như cái thang máy đang đi lên mà anh chị muốn đi xuống, anh chị không bao giờ xuống được, mà anh chị phải đi lên cùng với thang máy. Lên đến kịch rồi thì anh chị mới xuống được. Anh chị sẽ thấy là khi anh chị đã vào một cái vòng quay rồi thì anh chị không thể nào thoát được. Anh chị ạ, trừ khi anh chị không vào thôi. Anh chị dám từ bỏ nó thôi. Và sáng nay bạn Hưng đã chia sẻ rất nhiều về kim tứ đồ. Thì thực sự là chia sẻ thật với anh chị là Tùng biết đến kim tứ đồ là sau khi Tùng vào đến ngành kinh doanh mạng, đó là Amway, thì Tùng mới biết đến kim tứ đồ, được một giảng viên kinh tế trường đại học Công đoàn thầy có chia sẻ. Thì mình mới giật mình ra là hóa ra từ trước giờ mình cứ nghĩ mình là một cái vị trí rất là tốt, rất là hoành tráng, đúng không? Cũng là ông chủ, đúng không? Nhưng cuối cùng
ở cái ô thứ hai là cái ô mà không có thời gian và không có sức khỏe, và tất cả mọi việc đều phải tự mình làm hết. Và sau này khi học về bảo trợ từ tâm thì cũng phát hiện ra nữa là cái ô đó là ô không có tin tưởng ai, mà tự mình phải làm hết tất cả mọi việc. Đó, có giai đoạn nào đó, có một thời điểm đó thì sẽ chia sẻ sâu hơn về cái bảo trợ từ tâm, chúng ta sẽ thấy được cái kim tứ đồ nó áp dụng rất là chuẩn luôn. Và lúc đó thì thực sự là mình bắt đầu nghe thấy là à, hóa ra có một cái bên phải kim tứ đồ là cái nơi mà được có sự tự do về thời gian, tự do về tài chính, thì lúc đó mình bắt đầu theo đuổi, mình bắt đầu theo đuổi nó. Thì cái buổi tối định mệnh chính là ngày 18 tháng 6 2013. Thì vậy thì hôm nay Tùng cũng xin mượn một tràng số 6 của các anh chị để cảm ơn hai người lãnh đạo trực tiếp, người bảo trợ Tùng đó là lãnh đạo của Natidum Doãn Thị Quý và lãnh đạo Trịnh Tráng luôn, hai người anh, hai người chị, hai người anh chị và những người thầy, những người từng bước chỉ cầm tay chỉ việc cho Tùng những giai đoạn đầu tiên Tùng bắt đầu bước vào Amway. Thực sự với các anh chị là Tùng cảm thấy tại sao khi nào anh chị, những người nào đã kinh doanh rồi, anh chị mới thực sự thấy được giá trị của Amway nhiều hơn. Khi anh chị làm công ăn lương, anh chị vào đến cơ quan, công xưởng, họ sắp xếp hết mọi việc cho anh chị. Anh chị chỉ việc ngồi như một cái máy làm những cái việc mà họ giao. Anh chị không phải lo lắng gì hết. Nhưng khi anh chị đi kinh doanh, anh chị sẽ thấy là tất cả mọi việc anh chị phải làm, không có ai thay thế được anh chị đâu. Anh chị phải làm hết từ A đến Z thì anh chị mới thấy được cái vất vả của người kinh doanh. Thì lúc đó anh chị mới thấy trân trọng Amway nhiều hơn. Tại sao tôi nói điều này? Có một cái ngành kinh doanh gì mà khi vào được người ta chỉ bảo cho mình từng ly từng tí không ạ? Người ta hướng dẫn cho mình từng ly từng tí không ạ? Người ta dạy mình đến khi nào mình đủ lông đủ cánh, tự làm độc lập được họ mới buông mình ra. Anh chị nghĩ thử xem, có ngành kinh doanh nào ở ngoài truyền thống có điều đó không? Rất rất khó anh chị ạ, gần như là không có. Vì nếu như họ dạy hết cho mình sẽ quay sang mình mở cạnh tranh với họ. Nên họ sẽ giấu nghề, họ sẽ không chỉ bảo cho mình đâu ạ. Tùng kinh doanh dược, Tùng thấm thía điều này nhất. Nên là Tùng hy vọng rằng anh chị hãy hiểu thực sự đây là một cơ hội rất là tốt cho những người mà hiện tại chưa làm quen với việc kinh doanh. Thì đây là một cái cơ hội giúp chúng ta được phát triển để cho mình có cơ hội được kinh doanh. Và khi đó thì Tùng đã cho mình một quyết định đi tìm hiểu. Rất nhiều người hay lắm ạ. Tức là khi biết em quên thì bảo ừ hay đấy. Nhưng bảo đi tìm hiểu thì không đi. Không dám đi tìm hiểu. Và luôn luôn bắt đầu về nhà bắt đầu hỏi bố, hỏi mẹ, hỏi anh, hỏi chị, hỏi rất nhiều người xung quanh Amway có biết không, có làm được hay không. Tùng thấy rất là hay. Chỉ có mỗi một cái việc quyết định để cho mình đi tìm hiểu thôi nhá, chưa nói đến làm, mà mình không dám ra quyết định để đi tìm hiểu thì làm gì có cơ hội dành cho mình. Đúng không ạ? Và hôm rồi đọc một câu của Jack Ma rất là hay. Đến cái việc mà học tập, đến cái việc bảo đi kiếm tiền mà còn không dám ấy, thì thôi bạn chấp nhận nghèo cả đời. Đúng không ạ? Vẫn phải để người ta thúc giục bạn là bạn phải học đi, bạn phải đi đại hội đi, bạn phải làm mọi việc đi. Thì bạn ơi, bạn vẫn là người làm công ăn lương thì bạn sẽ nghèo cả đời. Thì hãy để cho họ nghèo cả đời. Thực sự cái câu của Jack Ma đó mình thấy rất là thấm thía. Vậy nên là khi lúc đó Tùng rất là rõ ràng, vì lúc đó Tùng thực sự là cũng may mắn là mình đã đang làm chủ rồi. Thì mình biết được là bất kỳ công việc gì cần phải tìm hiểu. Không thể làm ra quyết định làm hay bỏ. Vì biết đâu đó mình đang từ một người kỹ sư, mình dám thay đổi hẳn sang một cái công việc đó là làm kinh doanh dược. Mình đâu có biết gì, mình dám làm. Vậy thì biết đâu đó mình nhìn thấy đây là một cơ hội thì sao? Đúng không ạ? Còn nếu không thì cũng chỉ là mất 1-2 buổi để mình tìm hiểu. Nhưng nếu như không hợp với mình thì cũng không vấn đề gì cả. 1-2 buổi đó không giúp mình giàu hay giàu mình nghèo đi cả. Vài trăm nghìn đi một cái đại hội cũng không có cái gì ghê gớm cả. Đúng không ạ? Nhưng nếu như nó là một cơ hội thì sao? Đúng không ạ? Vì nghe trong cái hôm hội nghị gia đình đó thì anh chị chia sẻ thì em vui, nếu như anh chị đúng như anh chị nói thì có rất nhiều những giá trị mà mình thực sự đang theo đuổi. Vậy nên Tùng hy vọng rằng các anh chị ạ, hãy tìm hiểu, ông vui phải tìm hiểu đúng chỗ. Chúng ta muốn gặp những người thành công ở lĩnh vực gì để tìm hiểu thì hãy đến những cái môi trường đó để tìm hiểu. Nên là tại sao khi Tùng biết thì Tùng sẵn sàng đến những cái sự kiện của công ty để mà Tùng tìm hiểu. Anh chị đúng không? Anh chị phải tìm hiểu với công ty. Anh chị phải ra quyết định để tìm hiểu công ty, xem rốt cuộc công ty nó ra sao. Nó có liêm chính không? Nó có đàng hoàng không? Nó có uy tín không? Đúng không ạ? Và anh chị thấy không? Amway là xây dựng con người để con người xây dựng kinh doanh. Anh chị thấy không? Có sự khác biệt gì ở đây không? Chúng ta luôn luôn nghĩ Amway bán hàng đúng không? Nhưng anh chị có biết ở bán hàng ngoài truyền thống ấy, họ dạy chúng ta cách chốt sale. Họ dạy chúng ta là khi gặp khách hàng bằng mọi giá phải bán được hàng. Nhưng Amway đó là xây dựng con người, xây dựng những mối quan hệ để từ đó chúng ta mới phát triển được công việc kinh doanh của chúng ta. Họ dạy làm người trước,
Tùng rất bất ngờ với cái câu tôn chỉ này của phòng huấn luyện công ty Amway. Và sau đó Tùng tìm hiểu nhiều hơn nữa về cái giá trị của công ty Amway. Thực sự mấy anh chị là cực kỳ ấn tượng với tập đoàn này. Nên là tại sao rất nhiều người coi thường, vì họ không có hiểu giá trị của những việc khác. Họ không cho mình cơ hội đi tìm hiểu anh chị. Nên là đôi khi họ sẽ mất đi những điều họ đang có trong tay, đúng không? Không biết trân trọng những điều mình đang có thì rất dễ mất đi. Và Amway Việt Nam cũng vậy. Đúng không? Chúng ta hãy tìm hiểu về luật pháp, xem thực sự là Amway có hợp pháp hay không hợp pháp. Rất nhiều người buồn cười, người ta chỉ đến giới thiệu là bạn ơi, công ty tớ thu nhập trả nhiều lắm, trả tốt lắm, Amway về lỗi thời rồi, bên tớ kiếm tiền nhanh lắm, rất nhiều thứ. Xin thưa với các anh chị, trên đời này không có bữa cơm là miễn phí đâu anh chị ơi. Trà đá thì cũng 3 đến 5 nghìn một cốc. Làm gì có chuyện anh chị ra quán trà đá mà uống nước không anh chị đứng dậy, họ cho anh chị đi. Có đúng không? Amway nó là một cơ hội kinh doanh. Hãy nhớ điều đó. Nhưng được tính hợp pháp vì pháp luật công nhận. Nên là khi bất kỳ ai giới thiệu những công ty cho Tùng, cái đầu tiên Tùng hỏi đó là gì? Tính hợp pháp công ty anh chị có đăng ký pháp nhân hay không. Và hôm nay Tùng cũng bật mí cho anh chị một điều này nhé. Tùng biết được là rất nhiều công ty kinh doanh mạng ở ngoài kia, họ đang đăng ký theo hình thức bán hàng truyền thống, nhưng họ lại phát triển theo kênh, đó là kênh mạng, kinh doanh mạng. Tại sao Tùng nói điều này? Vì nếu như một công việc kinh doanh truyền thống thì họ đăng ký giấy phép theo bộ kế hoạch, sở kế hoạch đầu tư. Nhưng nếu như những công ty nào mà đăng ký theo phương pháp bán hàng trực tiếp thì nó là do Bộ Công Thương cấp phép, anh chị nhớ nhá. Vậy thì anh chị muốn biết công ty đó nó được đăng ký ở Việt Nam hay không, theo đúng ngành kinh doanh mạng hay không, thì anh chị hãy vào trang web của Bộ Công Thương, Cục Quản lý Cạnh tranh. Anh chị search ngay những công ty kinh doanh đa cấp ở Việt Nam. Anh chị sẽ xem có công ty đó hay không. Chứ còn rất nhiều công ty họ giới thiệu mình, họ có giấy phép nhá. Nhưng giấy phép đó là giấy phép về theo mô hình kinh doanh truyền thống. Nên là cái này là cái anh chị phải hết sức tinh ý. Không, đừng vì cái lòng tham họ nói mà chúng ta đã lờ mờ đi. Và chúng ta không tìm hiểu kỹ anh chị nhá. Và những dòng sản phẩm thì anh chị thấy không? Rất là tuyệt vời. Chúng ta thì thấm thía đúng không ạ? Càng giai đoạn Covid khó khăn chúng ta càng thấy Amway phát triển. Và thậm chí còn tăng thu nhập cho nhà phân phối. Vì sao? Họ đang kinh doanh những cái hàng thiết yếu. Những cái hàng mà trước đây có thể mọi người chưa quan tâm đến sức khỏe đúng không ạ? Nhưng sau Covid anh chị thấy không? Ai ai cũng nói là dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe. Ai ai cũng nói là chăm sóc sức khỏe chủ động. Ai ai cũng nói là hậu Covid đúng không ạ? Thì nên là dinh dưỡng đang lên ngôi. Nên vậy nên Tùng muốn chia sẻ với anh chị là thời điểm này là thời điểm rất tốt luôn. Không còn biết bao nhiêu từ rất tốt nữa đâu. Để có thể phát triển được kinh doanh. Amway. Và ATG thì hiện tại bây giờ đang tài trợ Hoa hậu đúng không ạ? Và Thái Nguyên chúng ta thì rất nhiều các lãnh đạo đã rất là may mắn được tham dự cái chương trình họp đúng không ạ? Hoa hậu Việt Nam đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ phát hiện ra một điều rất là hay. Đó là dù chúng ta làm bất kỳ công việc gì thì chúng ta đều có nhu cầu là gì? Tiêu dùng. Chúng ta không chạy thoát được cái điều này. Đúng không ạ? Rất nhiều người nghèo không đủ tiền để dùng dinh dưỡng, mỹ phẩm. Thế thì có đánh răng không ạ? Có. Vậy thì có thể một tí cái răng anh chị có thể thành công với em rồi mà. Vì anh chị sẽ nhìn thấy ngoài kia đúng không ạ? Truyền thống có rất nhiều người chỉ phân phối đúng độc quyền một sản phẩm thôi. Họ cũng đã cực kỳ thành công rồi. Vậy thì tại sao chúng ta cứ phải nghĩ nhiều vấn đề thế nhỉ? Amway có rất nhiều cái sản phẩm để anh chị có thể phân phối mà. Anh chị không có điều kiện dùng những hàng cao cấp, anh chị phân phối những cái hàng bình thường anh chị đang sử dụng đi. Đúng không ạ? Và bây giờ đó là vấn đề sức khỏe. Khi con người bắt đầu quan tâm đến, bắt đầu có thu nhập thì quan tâm đến sức khỏe hơn thì nó là sức khỏe và là sắc đẹp đúng không ạ? Anh chị có đồng quan điểm thì chúng ta cùng nhau chúng ta cùng nhau tương tác một chút đúng không ạ? Tùng sợ nhất là anh chị bây giờ đang ngủ hết rồi, vì cái giờ này là cái giờ rất dễ buồn ngủ. Và cái bài của Tùng là rất là áp lực, giúp anh chị hiểu được vấn đề mà không phải buồn ngủ. Thế mới khổ đúng không ạ? Và cảm ơn các anh chị. Đó, nên là Tùng hy vọng là chúng ta cùng nhau tương tác để Tùng có hưng phấn hơn để Tùng nói, và cũng như anh chị đỡ phải buồn ngủ. Đúng không ạ? Anh chị không buồn ngủ anh chị sẽ tiếp thu nhiều hơn. Đấy cũng là vấn đề chúng ta phải quyết định. Quyết định ngồi ngay ngắn vậy, tương tác. Đúng không ạ? Đó là một quyết định. Và hôm nay Tùng sẽ giao lưu với anh chị rất nhiều các quyết định trong cuộc sống chúng ta. Và Tùng thì rất là đơn giản đúng không ạ? Quyết định. Đi tìm hiểu đúng chỗ, không bao giờ tìm hiểu linh tinh. Xin thưa với anh chị là cũng tìm hiểu linh tinh đó, vậy hỏi hai ông bạn thân, hai ông cũng tẩn nó mà trận mà định bỏ. Nhưng sau đó thì được người bảo trợ có nói một câu là em muốn thành công một công việc đó thì em phải gặp những người thành công. Em muốn đỗ đại học bách khoa thì em phải hỏi cái người thi đỗ, chứ không thể nào hỏi người thi trượt được. Nhưng Tùng thấy ngoài kia có rất nhiều người hay lắm. Không, em phải hỏi cái người không làm được Amway. Bảo hỏi để làm gì? Hỏi để em biết được tại sao họ không làm được Amway. Bảo xin lỗi em, nếu như họ biết tại sao họ không làm được Amway thì họ đã thành công Amway rồi. Anh chị có công nhận đồng quan điểm với Tùng không? Nếu họ biết họ tại sao họ không thành công rồi thì họ đã thành công rồi.
họ không thành công mà lại đi hỏi họ để học kinh nghiệm. Cái người không thành công thì rốt cuộc học cái gì? Học là bỏ, đúng không ạ? Và lúc đó Tùng mới sực tỉnh ra là trong cuộc sống này, bất kỳ công việc gì chứ không cứ gì Amway anh chị nhé, chúng ta muốn tìm hiểu, muốn gặp những thành công trong việc đó thì nhất định phải gặp những người thành công trong công việc đó. Bất kỳ công việc gì anh chị ạ. Anh chị muốn yêu một cô gái nào đó thì anh chị phải đến nhà người ta chứ, phải gặp cô ta để tán với cô ta chứ. Chứ anh chị đi tán cô khác rồi đòi lại cái cô đấy cô yêu anh chị ạ? Không có, đúng không ạ? Và đó là lý do Tùng tại sao Tùng đi những chương trình rally ở những trung tâm và rally của công ty, và sau đó đặc biệt đó là một sự kiện đại hội thành công. Tại sao Tùng lại nói từ đại hội thành công? Anh chị ạ, nếu anh chị mà không đi đại hội thành công của Amway ấy, thì Tùng xin thưa các anh chị đừng bao giờ nói hiểu được Amway. Và Tùng cũng nói thật với anh chị luôn, đại hội trên Zoom này ấy, là một phần cực kỳ nhỏ. Mình cứ hiểu nôm na là nếu như đại hội trực tiếp, đúng không, offline ấy, là 10, thì đại hội trên Zoom này khả năng chỉ được 1 này. Tùng chia sẻ thật. Vì Tùng biết bây giờ đang rất nhiều người đang ngồi, đang gật gù, đang ngủ, đang không tập trung, đang có việc lọ việc kia ở trong nhà, mà đang loay hoay làm mọi việc, vừa đạt bật lên nghe, nhưng không vào đầu được. Nhưng nếu anh chị thực sự cho mình cơ hội nghiêm túc đến đại hội thành công trực tiếp này, thì không có lý do để anh chị làm những cái việc đó đâu. Việc duy nhất của anh chị là hấp thu từng câu, từng chữ, từng từ của tất cả những anh chị diễn giả. Anh chị mới ngộ ra nhiều thứ. Vậy nên là nếu như có cơ hội đại hội thành công mà trực tiếp, thì người nào nghiêm túc nhá, Tùng nói từ người nào nghiêm túc, hãy nhất định cho mình cơ hội đi. Còn người nào không nghiêm túc thì thôi, hãy ở nhà, không vấn đề gì cả. Vì sao Tùng nói điều này? Đi phải mất chi phí chứ, ít nhất là xe đi lại, đúng không? Ăn uống ngủ nghỉ tất cả chúng ta phải tự lo. Ăn quên là tự chúng ta lo đi việc đó mà. Thế nếu như không tập trung, không muốn nghiêm túc, ở nhà. Còn dành cho những người nghiêm túc, vì Tùng biết được là những cái đại hội này các lãnh đạo chỉ dành cho những người nghiêm túc, nên là vé rất là ít, nên chỗ cũng rất là ít. Chúng ta mà chưa nghiêm túc hãy ở nhà, nếu lúc nào thực sự muốn thẳng đi, còn lại không thì ở nhà, để cho những người nghiêm túc họ có chỗ, họ được nghe, được học tập, để họ tìm hiểu, để sau 3 đến 5 năm nữa họ thay đổi chính cuộc sống của họ. Và Tùng xin thưa với anh chị, lúc đó công việc cũng rất là tốt, mọi thứ cũng rất là tốt, nhưng Tùng vẫn quyết định đi tìm hiểu. Vì Tùng biết được là học không bao giờ thừa, và đặc biệt được gặp những người thành công thì cũng không bao giờ thừa. Vì chắc chắn những người thành công họ sẽ có những điều gì đó khác biệt với những người khác. Và nếu chúng ta học được những điều khác biệt đó thì biết đâu đó chúng ta áp dụng cho công việc kinh doanh truyền thống của chúng ta thôi cũng đã thành công rồi. Và đợt đó là Tùng rất may mắn gặp một trong 10 người thành công nhất của Amway toàn cầu. Đó là FC Chu Huỳnh Minh, người thầy của người thầy. Và chiều nay sau phần của Tùng thì có một người thầy xuất sắc, một học trò xuất sắc của cô sẽ chia sẻ với anh chị. Nên anh chị ơi, hãy tỉnh táo đi, để quyết định cho mình ngồi tỉnh táo đi để nghe cái phần sau đó nữa. Và lúc đó anh chị biết không, cuộc sống chúng ta phải được nhìn thấy, được sờ thấy cuộc sống của người khác thì chúng ta mới có niềm tin. Nên tại sao Tùng phải đưa những hình ảnh? Vì nếu như Tùng nói mồm không ấy, cũng tốt hơn không sao cả. Nhưng anh chị sẽ không có cái gì đó cảm xúc động lại trong người anh chị. Vì con người chúng ta rất là hay, đó là liên quan đến cảm xúc. Tất cả mọi thứ sẽ liên quan đến cảm xúc. Và cô Châu cô nói là cô có nhà to, nhà huyết, tất cả mọi thứ, nhưng không có một cái hình ảnh nào đó, Tùng cũng chưa tin đâu. Nhưng sau khi cô sâu ra cho mình thấy được cái cuộc sống gọi là tự do siêu phàm của cô, và cô bây giờ có thể mua bất kỳ một ngôi nhà nào trên toàn cầu, cô có thị trường, có thu nhập ở rất nhiều các quốc gia trên thế giới, thì mình biết ôi trời, những cái chai nước rửa bát, kem đánh răng đó, mình cứ nghĩ nó nhỏ, hóa ra nó là một ngành kinh doanh quốc tế. Mình cứ nghĩ thu nhập một chai nước rửa bát bán đi được có vài chục nghìn bán lẻ, làm sao mà giàu được, không ngờ nó là một kinh doanh không biên giới, thu nhập không giới hạn thông qua những chai đó. Vậy mình cảm thấy cực kỳ may mắn là mình đã cho mình một quyết định đi đại hội thành công. Thì mình mới nhìn ra được cái vấn đề đó. Mà mình nhìn thấy cuộc sống của cô, tất cả những cái điều cô có trong cuộc sống này là những điều mình đang mơ ước và mình cũng đang theo đuổi. Nhưng cái công việc hiện tại mình cảm thấy nó không biết bao giờ. Nhưng với Amway chỉ cần chúng ta thành công một lần thôi, anh chị ạ, anh chị sẽ có được tất cả những điều đó. Và mình bắt đầu, Tùng bắt đầu biết đến cái bánh xe cuộc đời. Sáng nay chúng ta đã nghe chị Phương chị nói đúng không ạ? Tuy rằng cái bánh xe của chị chưa được 10 điểm, nhưng quan trọng nhất là nó tròn. Đúng không ạ? 5 điểm với 5 điểm tròn. 6 điểm với 6 điểm tròn. Cái bánh xe nó tròn, nó đi được xa. Còn chúng ta thì nó méo. Chúng ta có rất nhiều tiền, nhưng chúng ta không có sức khỏe. Chúng ta không có thời gian. Chúng ta không có mối quan hệ. Chúng ta không có thoải mái về đầu óc. Vì luôn luôn là phải nghĩ cách, phải ủ mưu, phải làm rất nhiều thứ. Đúng không ạ? Nên là cái bánh xe nó rất là méo. Và vào công việc này thì mình phát hiện ra là
chỉ cần chúng ta thành công thôi thì anh chị sẽ có tất cả những điều anh chị mong muốn. Một công việc gì mà giúp chúng ta vừa có sức khỏe, vừa có thu nhập, vừa được báo hiếu cha mẹ, vừa có rất nhiều mối quan hệ bạn bè, thậm chí trên toàn cầu, vừa được tự do về tài chính, được làm những điều mình mơ ước, đúng không ạ? Được đóng góp xã hội, được làm rất rất nhiều thứ. Tóm lại anh chị thích làm gì anh chị làm. Nhưng anh chị muốn làm anh chị phải có thu nhập, đúng không ạ? Thì Amway sẽ giải quyết cho anh chị vấn đề thu nhập để anh chị có thể đạt được tất cả những điều khác thông qua Amway, cũng như thông qua cái thu nhập đó của Amway. Anh chị thấy không ạ? Ngoài kia có rất nhiều công việc kiếm được tiền anh chị. Và thực sự có ba anh chị là Tùng đã nhìn thấy rất nhiều cái tấm gương, và hôm nay thì bài OIP của bạn Hưng cũng đã nói rất nhiều đến những người đã thành công trong công việc kinh doanh này. Từ những người tật nguyền như chị Lạc Thị Linh, từ những người như cô Nguyệt bán rau ở Đồng Nai, từ những người rất thành công truyền thống như Diamond Cà Hị Nhung, đúng không ạ? Và cô A Đông là một trong những người mà làm tổng giám đốc của một công ty vaccine lớn nhất của Thái Lan, cũng là một người rất thành công. Từ lãnh đạo Lâm Hưng là một người bằng cấp không có nhiều cũng đã rất là thành công, và đặc biệt là một tiến sĩ hạt nhân kinh tế. Chỉ vì thầy là tiến sĩ hạt nhân, anh chị biết phản ứng hạt nhân không? Là phản ứng hệ thống chuỗi, đúng không ạ? 1 × 2 = 2, 2 × 4 = 4 × 8, đúng không? Đấy là phản ứng hạt nhân, đúng không? Nên là khi thầy biết đến sơ đồ chế độ trả thưởng của Amway cũng theo đúng theo kiểu đó là hạt nhân, thì thầy biết là đây là một công việc không có giới hạn, và thầy đã quyết định làm Amway một tiến sĩ hạt nhân là người Hàn Quốc. Anh chị thấy kinh khủng không? Vậy nên là khi chúng ta nghiêm túc, chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều kỳ diệu của công việc kinh doanh này. Nhưng quan trọng là anh chị có quyết định hay không quyết định không, đúng không? Quyết định tìm hiểu, quyết định tỉnh táo để nghe tiếp, đúng không? Và Tùng cũng thấy một cái sự nghiệp đảm bảo, một cái đặc thù, một cái công việc kinh doanh gì mà khi chúng ta không làm nữa mà chúng ta vẫn có thu nhập. Ngày xưa thì tôi nói thật với anh chị luôn là 100% Tùng nghĩ được đảo, nhưng sau này Tùng thấy thực sự đúng. Kể cả truyền thống, bây giờ bố mẹ Tùng đóng bao nhiêu năm đóng hưu thì bây giờ nghỉ hưu ở nhà thì có làm gì đâu, mỗi tháng được có 3-4 triệu, đúng không ạ? Đó, không làm vẫn có tiền mà, nhưng đâu có lừa, là vì ông bà đã mất 20-30 năm lao động cống hiến đóng bảo hiểm thì bây giờ có thu nhập thôi. Vậy thì Amway chỉ đơn giản cũng là như vậy, chúng ta xây dựng phát triển và gom lại giúp chúng ta 5 năm hay 10 năm hay thậm chí 15 năm. Nhưng cái quan trọng là khi cái sổ hưu mà chúng ta mất đi là hết sổ hưu. Nhưng cái công việc này nếu chúng ta mất đi thì vẫn còn cái thu nhập đó cho đời sau. Anh chị thấy không ạ? Nên chúng ta phải thực sự hiểu giá trị. Chứ còn tiền thì công việc nào chẳng kiếm được tiền, đúng không, thật luôn. Có rất nhiều người đang kiếm rất nhiều tiền, nhưng họ chỉ nghĩ xem nếu họ dừng lại công việc đó họ còn tiền hay không. Đúng không ạ? Họ mất đi rồi thì thu nhập nó còn hay ớt không? Thế thì mình hãy tìm hiểu thật kỹ. Và Tùng rất nghiêm túc ra những quyết định đi tìm hiểu thật kỹ. Và đấy, khi con mất rồi thì công ty Amway tự tìm ra người mẹ để làm cái thừa kế lại cho mẹ. Và sau đó thì cô từ một Platinum thì sau đó được đi du lịch miễn phí với Amway mà không có làm Amway. Anh chị đâu ạ? Nên là thực sự anh chị ơi, chỉ khi anh chị cho mình quyết định tìm hiểu một cách nghiêm túc thì anh chị sẽ thu được những cái điều mà anh chị không bao giờ biết. Giống như những người ngoài kia bảo đi tìm hiểu, không bao giờ tìm hiểu thì họ sẽ không bao giờ biết. Và Amway luôn luôn nằm ẩn số cho họ. Và họ luôn luôn sẽ tò mò tại sao họ thấy Amway bình thường mà tại sao rất nhiều người đang làm Amway thành công. Mà tại sao những người thành công Amway họ tuyệt vời đấy. Đúng không ạ? Đó. Và những chuyến khảo sát ở nước ngoài, Tùng cũng đã cho mình cơ hội đi khảo sát ở nước ngoài. Cũng hy vọng rằng anh chị hãy cho mình cơ hội đi tìm hiểu, được khảo sát để cái niềm tin nó được xuất phát từ chính con người của mình. Vì sao? Vì rất nhiều người nói, Amway à, giờ mới làm, hết thị trường rồi. Chúng mày làm chỉ nuôi những thằng ở trên thôi, đúng không? Rất nhiều người đang nói những câu vậy. Vì họ có hiểu đâu, vì họ có ra quyết định đi tìm hiểu đâu. Còn chúng ta là người đi tìm hiểu, nên chúng ta sẽ hiểu được Amway phát triển là sao. Đây là thị trường Amway 36 năm ở Malaysia. Thì rất nhiều người, họ vẫn đang bảo trợ, họ vẫn mở thẻ bình thường ở một thị trường 36 năm, lúc Tùng sang năm 2014. Trong khi đó Việt Nam mình mới đang kỷ niệm 15 năm. Nên thị trường còn vô bờ bến cho anh chị nào đó. Nên là thực sự với anh chị là rất là kinh khủng luôn, đúng không? Và sang đó anh chị sẽ được tham quan những cái trung tâm đó, anh chị nhìn thấy những cái sản phẩm mà hình như đâu đó ở ngoài kia, ở Thế Giới Di Động cũng đang bán, ở Media Mart cũng bán, ở những siêu thị điện máy cũng đang bán, nhưng Amway cũng đang có. Hình như có những sản phẩm uống như những quán cà phê ngoài kia thì Amway cũng có. Cái quan trọng là anh chị cho mình tâm thái ra quyết định đi tìm hiểu Amway. Và Tùng vẫn nói rồi, nhất định phải cho mình cơ hội đi tìm hiểu ở nước ngoài, đúng không? Và ngày xưa thì chưa có mạng xã hội, nên là chúng ta không Amway kinh doanh một cách đó là đơn phương, chỉ phải gặp trực tiếp. Nhưng bây giờ thương mại mạng xã hội đã có rồi. Và Amway bây giờ hiện tại là ở các nước đang phát triển, họ đang áp dụng thương mại mạng xã hội rất là tốt. Và ở Việt Nam mình cũng không ngoại lệ, đúng không? Chúng ta đều có những cái code của chúng ta. Đó.
và chúng ta có những đường link để chúng ta kết nối. Và đặc biệt là bây giờ công ty Amway thậm chí còn thuê cả chuyên gia đào tạo thương mại mạng xã hội cho chính những nhà phân phối Amway. Anh chị thấy tuyệt vời không? Vậy thì cái điểm duy nhất của chúng ta đó là chúng ta có tìm hiểu hay không? Chúng ta đã quyết định tìm hiểu hay không mà thôi. Vì tất cả mọi thứ có thể chỉ dùng một cái điện thoại mà chúng ta có thể kinh doanh được Amway. Đúng không? Tôi sẽ không có nhiều thời gian, tôi sẽ lướt qua cho anh chị thấy thôi. Và ở nước ngoài Ấn Độ thì Amway đã bắt đầu có cả Nutrinite, nước uống. Nên là anh chị đừng bao giờ nhìn một chai nước rửa bát chỉ là một chai nước rửa bát để dùng. Anh chị đấy là ánh nhìn để mà nhìn những sản phẩm đó thôi. Mà chúng ta phải nhìn qua được cái sản phẩm đó nó giúp cho chúng ta có cái điều gì để thay đổi được cuộc sống này hay không, mà có tương lai hay không. Nên là chúng ta hãy nhìn xa ra anh chị ạ. Đó, thì bây giờ Amway ở nước ngoài đã có bắt đầu Nutrinite, nước uống rất là tiện, không phải dạng viên nữa rồi. Và tương lai chúng ta cũng sẽ có thôi anh chị nhé. Và cuối cùng tôi thấy một điều rất là hay. Hay ở chỗ là đã đi đúng bản chất của xu thế. Vì thương mại mạng xã hội bây giờ chúng ta thấy không ạ? Grab, Bebe, GoViet họ đâu có một cái taxi, một cái xe máy ở đâu. Nhưng họ chỉ việc kết nối. Họ làm một cái app, họ kết nối những người có nhu cầu, người cung cấp dịch vụ và họ được 30%. Vậy thì Amway chúng ta cũng đơn giản vậy thôi. Chúng ta kết nối cho những người bạn có nhu cầu hàng tiêu dùng. Và sau đó họ mua hàng của Amway thì chúng ta được ít nhất là 10% CSI. Anh chị thấy không ạ? Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nó là chia sẻ những cái quyền lợi. Và bây giờ đến kinh doanh truyền thống họ cũng đang áp dụng mô hình này, đó là kinh doanh chia sẻ. Vậy thì anh chị thấy không, một cái công việc, một cái ngành kinh doanh hiện tại nó là xu thế rồi. Nếu anh chị nắm bắt thì anh chị đi theo xu thế, còn anh chị không nắm bắt thì cũng chẳng vấn đề gì cả, anh chị vẫn cứ làm công việc của anh chị. Nhưng nếu anh chị nắm bắt, biết đâu đó 3 đến 5 năm nữa anh chị có cuộc sống thay đổi thì sao. Tùng rất hay nói từ là tại sao mình không nghĩ từ thành công. Rất nhiều người nói là nếu như tôi không thành công thì sao. Mà xin lỗi anh chị không thành công thì bây giờ hiện tại anh chị vẫn đang không thành công mà. Nhưng nếu như anh chị thành công thì sao? Đúng không? Có mất cái gì của anh chị không ạ? Nhưng nếu mình theo hội thành công thì sao? Và đấy chính là tư duy của người tích cực hay là người tiêu cực. Cái người tích cực luôn luôn họ nghĩ đến cơ hội. Nhưng người tiêu cực thì kể cả có cơ hội đến thì họ cũng không tin. Đúng không ạ? Nhưng họ tin hay không tin thì xã hội họ đang thay đổi. Và ba câu nói thay đổi cuộc đời mà Tùng vẫn luôn luôn nhắc mọi người đó thì cuộc sống này bạn mong muốn điều gì? Chỉ có khi chúng ta biết được chúng ta mong muốn điều gì là lúc đó chúng ta sẽ có một cái lý do để chúng ta tiếp tục chiến đấu vì cái ước mơ đó của chúng ta. Và quan trọng nữa là chúng ta đang làm công việc gì. Nếu chúng ta đang làm công việc mà nó không đạt được cái điều chúng ta mong muốn ấy, thì chúng ta phải xem xét lại. Đó, chứ không phải chúng ta thôi. Bây giờ muốn mua ngôi nhà 1 tỷ chẳng hạn, bây giờ lương chúng ta chỉ có 5 triệu thôi. Thôi bây giờ mua ngôi nhà 100 triệu thôi. Ví dụ thế, chúng ta thu nhỏ ước mơ. Nhưng không, chúng ta hãy nghĩ cách làm sao tăng cái thu nhập lên cho chúng ta để chúng ta đạt được cái điều đó. Còn nếu công việc đấy không giúp được chúng ta có được thì chúng ta phải nghĩ việc khác. Vì chúng ta có thể làm được rất nhiều việc mà chúng ta chưa biết. Đừng bao giờ đóng đinh mình là chỉ có làm cái gì học cái đó. Học cái gì làm cái đó. Tôi học cái này tôi chỉ làm cái này thôi. Anh chị sẽ thấy trong môi trường làm luôn. Bác sĩ có, công nhân có, kỹ sư có, doanh nghiệp có, tất cả mọi người. Nhưng tất cả người đó chung quy lại có một điểm chung duy nhất, đó là gì? Họ không bao giờ sinh ra họ biết họ làm Amway. Họ cũng không được học để làm Amway. Nhưng tất cả những người đó họ đều có chung một cái, đó là ước mơ, mong muốn, cuộc sống, khát khao cuộc sống. Và họ dùng Amway là công cụ để đạt được ước mơ đó thôi. Vậy Amway nó chỉ là một cái công cụ. Anh chị có thể đi từ đây vào Sài Gòn bằng ô tô, bằng xe máy, bằng đi bộ, bằng những việc anh chị đang làm để đạt được cái điều anh chị mơ ước. Như Amway nó là cái máy bay để anh chị bay bằng nhanh hơn. Còn nếu anh chị không thích đi máy bay, anh chị vẫn đi ô tô vẫn vào được nơi đây mà. Đúng không ạ? Nên anh chị phải rất rõ điều này. Để anh chị thấy được là chúng ta mong muốn điều gì. Và chúng ta có thể làm được điều gì. Đừng lên gò ép mình vào những cái gì mình đang học anh chị ơi. Anh chị sẽ phát hiện ra rất nhiều điều mà anh chị có thể làm được. Sau này anh chị sẽ thành một người mà có thể giải quyết được tất cả những vấn đề trong cuộc sống. Khi anh chị vượt qua được cái giới hạn của chính mình. Đúng không ạ? Anh chị lại bắt đầu ngủ rồi hay sao? Tùng thấy im. Hay là Tùng chia sẻ anh chị không hiểu. Đúng không ạ? Comment Tùng biết là anh chị cảm giác thế nào để chúng ta cùng nhau giúp nhau vượt qua được cơn buồn ngủ. Đúng không ạ? Và cuộc sống thì mình chỉ sống có một lần trên đời thôi anh chị ạ. Nếu như mình làm đúng thì chỉ một lần là đủ. Đúng không ạ? Nếu như mình thành công một lần đang quay thì có phải là đủ không ạ? Như đang mân cả đi dùng bây giờ có phải không ạ? Một lần thôi là ok đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng là như thế. Nhưng ở ngoài kia chúng ta có thể lúc này đang rất thành công nhưng chưa biết ngày mai ra sao. Giai đoạn Covid vừa rồi rất nhiều người bạn của Tùng mở phòng tập gym, mở trường mầm non phá sản hết.
Tức là họ có thể thành công thời điểm đó. Họ ra quyết định, họ làm cái việc đó là họ thấy đúng. Tất cả mọi việc khi chúng ta ra quyết định, chúng ta đều thấy đúng. Nhưng kết quả nó không nằm ở đó, mà nó nằm ở tương lai. Nên cái quyết định nó cực kỳ quan trọng. Nếu Tùng không ra quyết định tìm hiểu Amway, Tùng sẽ không bao giờ hiểu Amway, Tùng không làm Amway, Tùng không bao giờ giao lưu với anh chị. Nếu Tùng quyết định làm một việc mở một trường mầm non, thì kết quả nó không nằm ở ngay lúc Tùng ra quyết định. Nhưng rõ ràng lúc Tùng ra quyết định, Tùng nhìn thấy tương lai của nó. Nhưng 5 năm nữa, 10 năm nữa nó có phát triển được hay không là câu chuyện khác. Vậy thì Amway, nếu anh chị ra quyết định thời điểm này, thì nếu như anh chị 3 đến 5 năm nữa anh chị thành công, thì anh chị sẽ có những điều, những lãnh đạo đang có. Còn nếu anh chị không thành công được, thì ít nhất trong môi trường này anh chị sẽ thành nhân, vì anh chị được đào tạo con người. Anh chị nhớ, anh chị sẽ không mất cái gì hết ở trong môi trường này. Đúng không ạ? Nhưng cuối cùng tất cả những quyết định nó đều là đúng hết. Nhưng đúng thực hay không là chúng ta lựa chọn đúng, đúng không ạ? Để ra quyết định. Và đại hội thành công chính là nơi chúng ta ra quyết định. Vì Tùng sẽ không bao giờ làm Amway nếu như Tùng không hiểu Amway ở đại hội thành công. Tùng sẽ không bao giờ làm Amway khi Tùng không hiểu. Tùng sẽ không bao giờ làm một công việc gì đó nếu Tùng không hiểu. Và không qua cái đại hội thành công offline đó, Tùng đã hiểu được Amway. Và Tùng ra quyết định là Amway. Anh chị ạ. Và sau này tí Tùng sẽ chia sẻ cho anh chị một bí quyết là sao mà Tùng có thể bảo trợ và có thể xây được hệ thống. Và bắt đầu ra quyết định làm. Đúng không ạ? Một cái tủ hàng nho nhỏ, không làm thì dùng, cũng đều là hàng tiêu dùng mà. Đó, mà sau đó học, làm. Và anh chị thấy không có công việc gì mà lúc bắt đầu làm, có tuyến trên đến hỗ trợ cầm tay chỉ việc, làm hết mọi cho mình lúc đầu để cho mình học không? Anh chị thấy không ạ? Nên là thực sự với anh chị luôn là Tùng thấy là đúng là Amway vì nó dễ quá nên thành ra mọi người không làm được. Ô, nó hơi ngược một tí. Nó khó tí khéo lại làm được, nhưng nó lại dễ quá lại không nhiều người không làm được. Vì nó khó mọi người rất nghiêm túc. Nhưng vì nó dễ quá nên nghĩ thôi dễ này làm vài lần không được thì thôi không làm nữa. Theo anh chị minh họa nước được thế, anh chị có làm được? Làm được. Theo anh chị bài OP anh chị có nói được không? Nói được. Theo anh chị đi đại hội thành công anh chị có đi được không? Chắc chắn đi được. Đúng không ạ? Cái quan trọng vấn đề là anh chị lặp đi lặp lại cái hành động đó, cái việc đó đến mức anh chị chán đến mức cực kỳ chán rồi. Đến mức anh chị muốn bỏ cuộc rồi. Thì người nào bỏ cuộc là người thất bại, còn người nào cố qua một lần thì chán đấy là người đấy thành công. Nó chỉ vậy thôi anh chị. Nó chỉ vậy thôi. Nhưng nó không có gì khác biệt. Người thành công và người thất bại trong quay chỉ có cái là bỏ cuộc hay là làm thôi. Và đấy. Cái đầu tiên Tùng muốn nói anh chị là anh chị nhất định phải trong Amway anh chị phải ra cho mình một quyết định đó là học tập. Vì anh chị biết không ạ? Không có một công việc nào kiếm tiền mà không phải học. Anh chị nhớ giúp Tùng. Thậm chí anh chị đi làm phụ hồ, anh chị cũng phải học đánh vữa, lém gạch, cầm dao bay. Đúng không ạ? Anh chị làm thợ sắt, anh chị cũng phải học cách cầm quay hàn, máy cắt. Anh chị làm kỹ sư, anh chị phải học 5 năm, anh chị mới có bằng đại học. Anh chị học bác sĩ, anh chị phải học 6 năm, thậm chí có 10 năm để có một cái bằng. Nhưng sau này ra cuộc sống ra sao, không ai đảm bảo cho anh chị. Vậy thì một cái công việc mà có một cái cuộc sống như mình thấy ở trong đại hội thành công là cuộc sống thành công toàn diện mà không phải học. Thì anh chị thấy có điều vô lý ở đây không? Nên hỡi ơi, những anh chị nào mà đang có tâm thái ở Amway à, có cái gì đâu mà phải học. Ở đại hội thì đi suốt rồi. Zoom đại tạo nghe suốt rồi. BTC thì nghe hết rồi. Làm gì phải nghe nữa. Làm đi thôi. Nhưng xin thưa với anh chị, khi chưa có kết quả, tức là anh chị học chưa tới, chưa thông, cũng là bài ABC. Nhưng quan trọng anh chị có áp dụng được hay không? Anh chị thì nghe thấy hay lúc đó, nhưng quan trọng lúc anh chị làm, anh chị có áp dụng được hay không? Đó là câu chuyện. Nên là học cho Amway là học mà phải hành, học mà phải áp dụng. Và khi học áp dụng liên tục thì lúc đó anh chị mới có kết quả. Thậm chí lúc đầu anh chị học, anh chị làm y xì như vậy, anh chị cũng vẫn vấp mà, vẫn sai mà. Vì anh chị phải biết điều chỉnh theo chính mình. Đúng không ạ? Bây giờ ví dụ như anh Tùng, anh kinh doanh dược, thì không thể nào làm cách y xì của anh Tùng được. Mình học những cái kiến thức cơ bản đó, xong là mình biến thành của mình để mình làm theo đúng cái mối quan hệ và cái con người của mình. Nhưng nó phải đi theo một cái đường lối của hệ thống. Anh chị nhớ nhá, chứ không phải là mình tự làm theo cách của mình. Đúng không ạ? Một bài OIP chúng ta có thể linh hoạt, có thể 3 chân, có thể 4 chân, có thể 6 chân, hay có bao nhiêu chân không quan trọng. Quan trọng nó phải là những giá trị quá nguồn thông suốt.
Nên là tại sao Tùng nói cái việc học tập cực kỳ quan trọng. Rồi hôm nay Tùng nghe anh Ngân nói về việc học tập, Tùng rất là tuyệt, Tùng rất là thích. Vì Tùng biết là gì? Nếu anh chị không có tâm thái học tập thì anh chị không thành công đâu. Nên tại sao những người doanh nghiệp họ đã kinh doanh rồi, họ sẽ đã mất bao nhiêu tiền của rồi, họ mất bao nhiêu tiền của để họ lấy kinh nghiệm rồi, thì họ biết là cái việc học trong truyền thống nó mất nhiều tiền, nhưng với Amway thì gần như free luôn. Đó, nên anh chị phải cho mình tâm thái học tập. Học tập sẽ giải quyết mọi vấn đề anh chị nhé. Tất cả những vấn đề sẽ được giải quyết bằng học tập. Đó. À, và liên tục hành động. Anh chị thấy không? Hành động liên tục thì nó sẽ có kết quả, có đơn hàng, có doanh số. Anh chị có công nhận với Tùng như vậy không? Và anh chị ơi, anh chị làm á, chị đừng có nghĩ là thôi, hồi này mất điện thôi, đúng không ạ? Thôi, phải có chỗ nào đó phải đàng hoàng mình mới làm. Xin thưa với anh chị là Tùng làm, Tùng không có bất kỳ câu lệ là phải có điện hay không có điện, đã hẹn được người là thậm chí mình đi, mình ngồi quán nước, mình cũng có thể OIP, minh họa sản phẩm bán hàng. Tóm lại là anh chị phải biết không? Anh chị có kiến thức rồi, thì bất kỳ ở chỗ nào anh chị có thể làm được ấy. Mà đi đâu Tùng chỉ đeo một cái ba lô là có thể làm được hết. Nhưng nếu anh chị không có kiến thức, không biết minh họa phẩm, không biết OIP, gặp một người nói chuyện người ta bảo tớ đang muốn tìm hiểu thì cậu chia sẻ tớ đi, lúc ấy không biết cái gì cả thì làm cái gì. Nên là cái việc học sau đó mình liên tục hành, gặp ai mình có cơ hội để mình chia sẻ, thì cái việc lúc đầu mình chưa bán được, sau đó bán được một hai thứ, sau đó bán được nhiều thứ hơn, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất là đó chính là học tập, nó sẽ giải quyết hết mọi vấn đề của anh chị. Nên là mong rằng các anh chị hãy cho mình một quyết định học nghiêm túc một tí anh chị ơi. Bây giờ cực kỳ may mắn anh chị có thể học Zoom được, đúng không ạ? Đó, thời trước đây là mọi Tùng toàn phải ra nước ngoài học, đi vào Sài Gòn rất nhiều thứ để học, bây giờ có thể Zoom được, được. Và anh chị biết không? Đây chính là cách Tùng giúp mình tạo ra hệ thống. Cái ảnh ở dưới, đây là một lãnh đạo Platinum đầu tiên trong đội nhóm của Tùng. Và người này thì biết Amway còn trước cả Tùng, từ 2009. Nhưng không làm Amway. Đây là lãnh đạo nhóm 4, cháu ruột của Tùng luôn. Và anh chị biết không, sau khi Tùng đi đại hội thành công xong, Tùng mới hiểu được Amway. Và việc duy nhất của Tùng đó là mời bạn ấy đi đại hội thành công cùng Tùng. Và sau khi bạn ấy đi chuyến đó về thì bạn ấy làm một mạch lên Platinum luôn. Anh chị thấy kinh khủng không? Cái câu chuyện Tùng nói muốn nói ở đây là gì? Họ biết Amway còn trước mình, nhưng tại sao họ không làm? Vì họ không đến đại hội thành công. Thì họ đâu có hiểu. Họ chỉ nghe cái người kia nói thôi. Mà người kia nói thì họ đâu có hiểu. Nếu như mà cái người nào nói mà Amway mà người khác hiểu hết rồi, thì xin thưa anh chị, Amway không còn thị trường cho anh chị làm nữa đâu. Nhưng Tùng thì rất là tinh ý. Tùng phát hiện là khi anh đi đại hội tập công về, Tùng phát hiện là Tùng học tập ở đó, Tùng được nghe các người thầy nói là gì. Nếu như anh chị muốn giúp một ai đó hiểu Amway thì cách duy nhất không phải anh chị ngồi nói với họ về Amway, mà bằng mọi giá anh chị hãy đưa họ đến đại hội thành công. Và ngay tháng sau đó Tùng áp dụng luôn, đó là đưa người cháu đến đại hội thành công. Và sau khi đưa về phát là Tùng là có một cái nhánh Platinum. Anh chị đâu ạ? Cái câu chuyện chính là ở đây. Nên là Tùng muốn nói với anh chị là cái quyết định đi đại hội thành công của mình, chính mình cực kỳ quan trọng. Nó sẽ là then chốt để giải quyết tất cả những vấn đề và sự thành công của anh chị. Nên là nếu như anh chị không đi đại hội thành công thì thôi, chúng ta có thể đi ngủ, tắt Zoom và đi ngủ luôn đi. Được chưa? Còn nếu chúng ta muốn nghiêm túc làm quay thì anh chị hãy tin đi. Đây là những cái trong đáy lòng Tùng chia sẻ rất chân thành với anh chị. Vì Tùng cũng rất mong muốn anh chị thành công. Đúng không ạ? Và đây chính là nhánh thứ hai Platinum của Tùng. Thời điểm đó anh chị có biết không, đại hội Grado 2018 ở bên Thái Lan là một thời điểm, đúng thời điểm chị Triều, chị thi tốt nghiệp vào tháng 10 đó. Nhưng Tùng nói với chị là gì? Mục đích chị học làm gì? Mà học để kiếm tiền đúng không ạ? Học để có cái bằng đúng không ạ? Bằng dược để chị phát triển dược đúng không ạ? Chị đang làm dược. Và đúng. Thế chị cuối cùng chị làm được mục đích làm gì? Để kiếm tiền đúng không ạ? Đúng. Thế thì theo chị, kiếm tiền đó với cả nếu như chị thành công Amway thì sao? Nếu như chị chỉ kiếm tiền mà, nhưng mà chị trong Amway chị có được tất cả những cái giá trị như em vừa nói với chị, được sự tự do, có tài chính, thì chuyện gì xảy ra? Đúng không ạ? Và anh chị có biết câu chuyện gì xảy ra không? Và lúc đó chị ý thả bảo, nhưng mà tháng 10 chị làm tốt nghiệp. Tùng nói là tốt nghiệp không làm tháng này thì tháng sau làm, năm sau làm, nhưng sự kiện cá đô là chỉ có 45 có một lần. Chị không đi, chị không có cơ hội. Mà anh chị yêu biết không? Tốt nghiệp dừng lại để đi đại hội cá đô 45 Thái Lan. Nên cái việc anh chị giúp cho họ hiểu được tại sao họ phải đi đại hội thành công nó cực kỳ quan trọng. Vì đấy là cách duy nhất giúp họ anh chị, giúp họ hiểu ra Amway, giúp họ thay đổi cuộc sống. Và sau đó về thì chị cũng lên bàn luôn. Anh chị thấy không ạ?
Nhưng chúng ta khi mời một người đi đại hội thành công, chúng ta rất hời hợt với họ. Chúng ta gọi mời để mà mời. Khi trong cuộc sống bây giờ thì thôi, nếu như ai đó mời anh chị đến nhà chơi một cách chân thành, anh chị sẽ thấy được điều khác biệt này. Nhưng nếu anh họ mời để gọi là để mời, anh chị sẽ không mời anh chị đi đâu. Nên anh chị hãy cho mình một đặt một cái tâm thực sự và muốn giúp cho cái người đối diện của chúng ta, thì anh chị sẽ làm được mọi việc. Dù là tốt nghiệp tháng đó, chị cũng sẽ dừng lại, chị đi với anh chị. Nên rất nhiều người đó là tại sao họ, em, anh, chị không mời được người. Anh chị chưa thực sự đặt cái tâm vào họ. Và Tùng khi đã đưa một ai đi là Tùng thực sự đặt hết tâm huyết của mình vào đó, để bằng mọi giá giúp họ đi. Sau khi họ đi xong, về họ tự ra quyết định, mình sẽ không quyết định cho họ. Nhưng nếu như mình chưa giúp một người nào đó đi đại hội thành công, thì xin thưa với anh chị, mình chưa giúp hết sức với họ. Anh chị có đồng quan điểm với Tùng không ạ? Và đó chính là lý do mà tại sao chúng ta sẽ ra được những lãnh đạo leader khi chúng ta đi đại hội thành công, mà chúng ta đưa được những đối tác chúng ta đi đại hội thành công, chứ không phải chúng ta ngồi chia sẻ với họ về ám quân. Dù anh chị có rất nhiều kiến thức, nên kể cả đi như Diamond, cả đi Nhung hay là FC Phó Hậu Kiên, họ cũng đều bảo trợ người và họ cũng đều phải đưa đại hội thành công. Họ là những người thành công mà, họ là những người rất giỏi, và tại sao họ vẫn phải đưa người đại hội thành công? Vì họ biết được là chỉ có đại hội thành công mới giúp người ta ra quyết định, chứ không phải mình quyết định hộ họ. Mình bảo em nào quay đi, họ sẽ không bao giờ làm. Họ làm, họ chỉ lề anh chị và họ không bao giờ tồn tại, không thành công nữa quay. Nhưng chỉ có trong lòng họ nói là họ phải làm quay, thì lúc đó họ sẽ thành công. Và họ ra quyết định là họ phải làm quay đó ở đâu? Ở chính là đại hội thành công. Nên anh chị nhớ giúp Tùng. Và đây là những các leader của Tùng trong hệ thống của Tùng. Thì tất cả những anh chị này cũng đều trải qua đại hội thành công. Anh chị ạ, tất cả họ đều ở qua đại hội thành công. Và không phải một đại hội thành công, rất nhiều đại hội thành công. Đúng không? Bạn Thảo cũng là một trong những lãnh đạo rất là xuất sắc trong đội nhóm của Tùng, cũng đã đi đại hội thành công. Thậm chí cũng phải đi chuyến Quảng Châu Trung Quốc cùng Tùng. Bạn Việt Anh là một ATC star. Đó, cũng phải đi đại hội thành công. Thậm chí còn đưa con nhỏ đi đại hội thành công. Lúc đó cháu được mấy tháng, đưa lên Thái Nguyên đi đại hội thành công. Anh chị thấy không ạ? Con có mấy tháng nhưng bạn sẵn sàng bế con đi đại hội thành công, vì bạn biết được là Amway có thể giúp bạn thay đổi cuộc sống của bạn. Bạn chấp nhận điều đó. Nên việc con nhỏ hay là con lớn không phải là vấn đề, mà vấn đề chúng ta thực sự muốn giúp họ hiểu được Amway hay không. Và chị Thanh Hải cũng là một trong những mentor F6 và được đợt này có chuyến đi du lịch Cát Bà, đúng không ạ? Cũng thông qua đại hội thành công để chị ra quyết định nào Amway. Và bây giờ là mẹ chị, các con, các cháu chị cũng đang nào Amway. Và có rất nhiều các lãnh đạo khác, thời gian của Tùng không còn nhiều. Nhưng mà Tùng chỉ nói với anh chị là anh chị muốn thành công, học tập, hành động và anh chị kiên trì. Kiên trì ở đây là kiên trì hành động và kiên trì giúp một người đi đại hội thành công. Và mình cũng kiên trì mình đi đại hội thành công. Rất nhiều người tức cười lắm. Khi nào có người mới đi, không có người không đi. Và thế thì anh đại chị đặt cuộc tương lai của anh chị cho người khác rồi. Anh chị đặt tương lai của anh chị cho người khác rồi. Anh chị không phải đi đôi chân của anh chị, mà anh chị đang đi đôi chân của cái người mà anh chị đang mời họ. Thế thì họ không đi thì cuối cùng anh chị đứng một chỗ. Đây là công việc kinh doanh của mình. Mình là quan trọng nhất. Nên là hãy kiên trì với những việc mình đang làm. Học tập, hành động, mở miệng, kiên trì để đại hội. Và Tùng vẫn nói rồi, chỉ cần anh chị ở trong môi trường Amway thì anh chị sẽ có cơ hội thành công. Còn nếu anh chị xa cái môi trường này thì chắc chắn 100%, 1000% anh chị sẽ không phải thành công. Vì không có một lãnh đạo nào không đi đại hội, không có lãnh đạo nào không yêu đại hội, không có một lãnh đạo nào không đi đại hội đâu. Nên anh chị hãy nhìn thấy mà học tập qua lãnh đạo. Những người ta lãnh đạo làm gì mình làm theo. Được chưa? Và kết quả sẽ đến khi chúng ta hy sinh đủ lớn, đúng không ạ? Tùng sẽ không nói nhiều. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cơ hội được giao lưu nhiều hơn về những chuyến đi này. Đó. Nhưng mà chỉ biết rằng là khi chúng ta làm với sự kiên trì, đam mê, tâm huyết và nhiệt huyết thì chúng ta sẽ có kết quả. Còn nếu không thì cơ hội sẽ không đến đâu. Vậy thì rất là may mắn. Thực sự một cô anh chị là chúng ta lại phải nổ một tràng số 8 thật là dài để cảm ơn Diamond, cả Thịnh Nhung và anh Nguyễn Văn Trung cũng được không ạ? Chúng ta hãy nổ đi rồi Tùng họ sẽ nói lý do. Anh chị cho một tràng số 8 là dài đấy. Anh chị có biết rằng tình hình là các anh chị rất là vất vả làm sao để tổ chức một cái đại hội thành công sau gần 2 năm đây? Để làm sao anh chị rất biết, các anh chị rất là khao khát và mong muốn được gặp mặt một cái đại hội trực tiếp để anh chị phát triển được hệ thống của anh chị, để anh chị đạt được những mục tiêu đi du lịch năm tới. Và anh chị biết là duy nhất chỉ có đại hội thành công trực tiếp mới có thể giúp anh chị đạt được này. Zoom rất tốt, nhưng Tùng vẫn nói rồi, một phần nào đó thôi. Còn nhất định phải cho mình cơ hội, nếu như có đại hội trực tiếp thì phải đi. Vì chỉ có đến đó anh chị mới tập trung toàn thời gian, tâm huyết nhất của mình đặt vào đó thì anh chị mới ngộ ra được. Tại sao có rất nhiều nghe đại hội Zoom 3-4 lần không ngộ được? Vì họ không có sự tập trung.
Nên là sau ngay khi nhà nước mở cửa để cho tất cả cuộc sống lại quay lại bình thường thì các lãnh đạo của chúng ta đã nhanh chóng tổ chức một cái đại hội thành công. Nên là thực sự cảm ơn anh chị rất là nhiều, luôn luôn vì hệ thống, luôn luôn vì anh chị mặc định năm nào anh chị cũng có chuyến du lịch rồi. Và anh chị đang mong muốn là chúng ta, những người đồng hành cùng anh chị, cùng nhau phát triển, anh chị cùng nhau đi cái chuyến du thuyền này, nên anh chị phải cố gắng tổ chức nhanh nhất có thể. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không quyết định cho mình đi cái đại hội thành công này? Và Tùng dám hứa với các anh chị, những người nào chuyến đi này mà đưa được những đối tác của anh chị đi, chắc chắn anh chị sẽ có những đối tác, những thị trường. Và tháng, anh chị có biết là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là những cái tháng quyết định then chốt để mục tiêu năm tới đi chuyến du thuyền này. Vậy thì nếu như anh chị mà muốn có mục tiêu đi du thuyền mà anh chị cứ nói ở tôi không đi đại hội thành công đâu, tôi không đi đâu, thì xin thưa các anh chị, ước mơ nó chỉ mãi là ước mơ. Anh chị hãy biến nó thành động lực, hãy biến nó thành động lực bằng cách là đi hành động, đưa những người bạn của chúng ta, những đối tác của chúng ta đến đại hội thành công ngày 14, ngày 15 tháng. Nhất định anh chị phải cho mình cơ hội đến đó. Thì anh chị sẽ thấy được lời Tùng nói là đúng. Còn nếu không anh chị vẫn mơ hồ lắm anh chị ạ. Nên Tùng hy vọng rằng chúng ta cùng nhau xem một đoạn clip đúng không ạ? Để cùng nhau tạo động lực cho nhau để chúng ta có gặp nhau. Chẳng đừng bước đi còn bớt và để người cao vẫn đó chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. Rất tuyệt. Ai là người sẽ đi lại một điều trong gai nhiều lo lắng nhiều khi cô đơn trong lòng buồn lắm. Người xung quanh ta đôi khi thấy đơn thương. Mong muốn nhiều gian nan nhiều khốn khó khi mây đen bao bùng mưa gió như khi mơ ước trở nên quá xa rồi. Phố con đường kia quá dài mà đôi chân ta quá ngại. À, hẹn gặp các anh chị trên đỉnh thành công, vì Tùng rất mong muốn được gặp anh chị vào ngày 14-15 này. Và phần của Tùng chỉ đến đây thôi. Vì sao? Vì ngay sau đây sẽ là một phần cực kỳ đặc sắc mà Tùng rất là hào hứng được gặp cô, một trong những học trò xuất sắc nhất của FC Châu Bình Minh. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp thu được rất nhiều năng lượng của cô để ngày 14-15 này chúng ta cùng